Lần này quân cân rồi. Lần này quân cân. Solo Babylon. Bài của Long trong trận đấu này là khá ổn rồi đấy, solo Babylon. À, nhưng mà không sao, đánh với cái thể thức Thụy Sĩ này vẫn có cơ hội làm lại bình thường nha anh em. Vì chúng ta sẽ đánh 5 vòng. Game thủ nào thắng 3 thì sẽ lọt vào tứ kết. Còn thua 3 thì mới bị loại. Đây là lượt đấu đầu tiên của Long. Nên nếu mà có may, vâng chả may mà thua Exciter thì Long vẫn còn tới 4 cơ hội nữa để có thể ghi tên mình vào tứ kết. Long không phải là người yếu, xin nhấn mạnh lại một lần nữa là đánh ra đầm Long không yếu. Không yếu đâu nha các bạn. Bài mắc binh rồi. Không yếu. Chẳng qua là hôm nay thì có vẻ là X đang hơi đỏ hơn và Long đang thi đấu chưa thật sự là chuẩn chỉ lắm thôi. Ôi giời, mắc luôn. Từ đầu giờ toàn bài đẹp nhé. Từ đầu giờ không có bài xấu đâu. Không có bài xấu đâu. Anh ấy là người đánh lỗi nhiều hơn đấy. Đánh 4 trận thì khoảng tầm là 2 trận lỗi. Trận đấu đầu tiên là cực lỗi. Trận đấu Max Xiang quân xấu hơn. Nhưng mà map đấy map đánh thoải mái, bài khung nhà. Nhưng mà Long câu voi lỗi chết dân thì mới ra cái thế lên đời vẫn còn cân với Xiang cơ mà. Trận thi đấu thứ 4 vừa rồi cũng là một trận thi đấu mà cầu thủ Xiang Long bo lỗi nhà. Bảo quân đẹp thì ok là quân X tôi đang đẹp hơn. Nhưng mà Long là người đang đánh lỗi hơn. Đánh nhất là anh ấy sẽ có cửa ở những trận đấu như vậy. Sau lượt đấu này sẽ là BB gặp game thủ Chip Boy nha anh em. Sau lượt đấu này thì trên kênh này sẽ quay BB và Chip Boy. Nhưng buổi tối game này có lẽ rằng cũng khó trông chờ vào được Chip Boy. Vì Chip Boy hiện tại bây giờ thì đang không ở Hà Nội, không ở nhà. Không đánh người máy ở nhà mà Chip Boy đang đi du lịch. Vợ Chip Boy đang cho gia đình đi du lịch và giải thì không hoãn được. Nên Chip Boy đang đi tìm quán game rồi. Đang đi tìm đi du lịch cùng với gia đình nhưng vẫn phải tìm quán game để vào đánh giải. Nếu không đánh thì bị xử thua. Vâng, tôi tưởng là Exciter nó bắt được mỗi chó thôi chứ. Exciter bắt được mỗi chó thôi chứ bây giờ Exciter còn bắt được cả rồng của bên Trung Quốc à? Vâng, đúng là sức mạnh của Việt Nam chúng ta vô địch thật. Cứ tưởng là Exciter chỉ đi bắt chó thôi nhưng mà bây giờ Exciter còn đang bắt được cả rồng của Trung Quốc cái này. Vâng, ui Long đang cơ cấu bài. Bài nhìn nó mênh mông nhưng Long vẫn muốn cơ cấu để vâng, anh ấy vẫn lúc nào trong đầu anh ấy cũng muốn cơ cấu để có thể vâng, dần dần khung được nhà của mình vào. Nhưng kiểu này mà gặp thằng X nó lên sớm xong nó chọc xong nó công cho nó thả chém cho thì chết không bo kịp đâu. Vâng, đánh và anh ta quyết định cái bộ bài. Các bạn có thể nhìn thấy là Long đang quá tự tin trong cái bộ bài Babylon này. Chết
chưa thấy Exciter trọng nhưng bài này mà bị họ chém cho là mệt lắm đây này. Nó mênh mông thế này mà Long vẫn quyết định đánh cùng. Ruộng trần lực cũng chả bó bế gì cả. Exciter đánh cung à? Long giả vờ đào vàng để Exciter tưởng rằng mình đánh chém, nhưng cuối cùng là mình đánh cung. Đào vàng làm gì? Đào vàng lên giáp 4 à? Vâng, giả vờ đào vàng dành cho Sen Long. Ơ, lại chuyển về hôn mã, không bó bế gì luôn đấy. Đến là đón. Một thông điệp Long gửi đến Exciter là đến đây, bạn đến đây là tôi đón. Đến là tôi đón. Lòng em bời đang rất khét, chả bó bế gì cả. Một lối đánh rất gãi giái của game thủ Sen Long. Vâng, không bo bế, nhất quyết không bo luôn đấy. Không bo. Bạn cứ đánh, bạn đánh, vâng, bạn chém mình tớ né. Bạn mà chém mình tớ né. Nhất quyết không bo. Vâng, một ACT chuyển về đánh lạc đà kẹp hôn mã. Chứ vâng, lòng là cơ cấu khỏe lắm ấy. Chưa chắc ăn được đâu, bài 2L không ăn được đâu. Bài X2L không ăn được đâu. Long đứng thủ trần lực rồi. Và anh Long Tộn đang đánh với một bộ bài phải nói là gây lú thật sự. Gây rất lú. Không bao giờ bò luôn đấy. Đấy dân, dân tôi đấy bạn chém đi. Dân tôi đấy bạn cứ chém đi. Và nãy giờ thì X-Center đang kim được tương đối nhiều dân, được phải tầm 5-6 con dân của tụi Sen Long rồi. Nhưng bài Long thì là một bài khỏe. Bài Long là một bài khỏe. Đấy, cứ chạy vào thôi. Đấy, bạn cứ chém thì tớ cứ né thôi. Bạn cứ chém đi. Không quan tâm đâu đấy, bạn cứ chém đi, tớ cũng chả bo đâu. Cứ nhảy vào ruộng mà chém. Bạn chém thì bạn mất quân thôi. Nhưng mà chết tiểu dân quá anh Long ơi. Đùa, anh chết đến 8 con dân rồi đấy. Chạy như đi, trời trong ruộng rồi, ôi. Anh đánh này chết em. Ui giời ơi, anh Long đánh cũng thôi là chết là bồi 2L đều như bất tranh. Chưa biết đâu đâu tham còn 30 hết. Hết mẹ rồi đấy. Ui giời ơi, thằng Exciter nó bắt luôn cả rồng rồi. Xin giới thiệu, đừng tưởng là Việt Nam chúng tôi mỗi Exciter biết bắt trộm chó. Nhưng không, hôm nay Exciter đã bắt rồng của Trung Quốc. Ôi anh đánh này chết tiền. Ui giời ơi, đánh như này thì anh xin thua là xứng đáng rồi. Đánh này thì anh thua là xứng đáng rồi. Vâng, đừng nói là đỏ hơn nữa. Anh đánh thế này thua là xứng đáng rồi. Chết tôi anh Long ạ. Anh Long này là anh Sen Long chứ không phải là anh Long Lê của Ego anh em ạ. Anh Long Lê sẽ không bao giờ đánh kiểu này. Anh Long Lê của Ego, anh Long Lê của Việt Nam chúng ta sẽ không đánh kiểu này đâu. Hay là anh Hoàng Hữu Long 2K3 của Ego cũng không đánh kiểu này. Chỉ có anh Long của Trung Quốc thôi. Ui giời, mày cứ nhảy cái này chém dân. Lại ra ruộng. Vâng, anh em Trung Quốc đánh này chết tiền. Anh em Trung Quốc đánh này chết tiền anh em ạ. Ui giời, không ai đỡ được. Ôi anh đánh này chết thôi. Anh đánh này chết em. Đếch mẹ dân rồi đâu. Đá còn cái đếch gì. Lại còn biến hóa. Anh đánh như này thì chỉ gặp mấy anh em phủi thôi, cùi cùi thôi. Vào đến Serie A là toàn thằng khỏe rồi, nó khỏe rồi. Bây giờ cầm anh cầm một con sập lớn với một con cung đờ đi bắn nhau. Chắc nó cầm dân nó đập là chết. Anh Long béo và bây giờ anh sexy thế này. Ơ chưa bánh xe đấy. Ôi rồi anh ấy bò thì thắng bó nữa rồi. Anh ấy bò thắng bó nữa rồi. Bài này Long đó thì bắt đầu là quá hay nhá. Exciter là chay hay là không có quân, không có bánh xe. Đấy, tờ này đi vắt trên luôn này. Bò là thắng bó nữa rồi này. Ông Long đánh này rồi thua là xứng. Ở trận này thì vẫn có cửa nhá, vì cái tuổi Exciter chưa lên bánh xe. Ui chết hết dân cái này. Ui giời ơi, Sen Long đánh vẫn có cửa thắng đấy nhá. Long vẫn đang một lờ đều đấy. Long có một cơ sở khác, X khả năng không tìm cơ sở này đâu. Cơ sở này X sẽ không tìm thấy. Hờ mới đều. Khả năng là vẫn được vì Long vẫn đang có cơ sở. Cái cơ sở bãi chuyện này cũng có cơ sở dành cho X. 22. Bãi sẽ tới yếu đây. Không biết có bánh xe chưa. Đây là thứ
như là có rồi, có bánh xe rồi. Ôi bài này map tịt cho Exciter luôn, map tịt cho X luôn. Hết gỗ nó gỗ để bò rồi, hết gỗ để bò rồi còn đâu. Đông lạc đà đến từ Exciter lắm. Bây giờ là 25, chưa biết đâu đâu, vì Exciter còn rất nhiều quân X, không để ý tình huống này. Đúng rồi, không để ý tình huống này, bắt hết tân lạc đà này tươi đấy. Bắt hết đấy, X không để ý, bắt hết. Ôi, nó quay lại nó chém bắt chết luôn. Hai con lạc đà nó quay lại bắt chém trên gãy cổ luôn, mấy con sọc đơn này luôn. Vâng, không biết rằng Long có một khoanh ruộng khác, Long vẫn sóc quân đều đấy. Vẫn có cửa dành cho xe Long nha. Ồ, vẫn tươi đấy nha, không phát hiện ra được khu vực ăn no. Cái khoanh ruộng ở đoạn 2 giờ kia là Long vẫn ổn định 1L1A hôn mã. Anh ấy nhiều vàng quá, chuyển đánh lạc đà hơn so với cái con hôn mã để gỗ đấy mà làm việc. Vẫn win đấy, vẫn win. X không quản được lấy vẫn thua. Ôi bây giờ X khả năng không công nữa rồi, không tìm được cái cơ sở 2 giờ của Sen Long. Anh ấy có bo ở đâu, Sen Long chả bo gì cả đấy. Cảm thấy bạn mà chém được tớ thì bạn cứ chém đi, bạn chém được tớ thì bạn cứ chém đi. Long đang chạy dần rất khéo khéo để không cho đối thủ ra cái mặt ruộng 2 giờ. Tại một ba này như hết lực rồi sao ấy, hình như hết lực đến từ vị trí của game thủ Exciter rồi. Và trận này là một trận đấu map tịt cho X đấy, map tịt cho X đấy. Anh Long anh đánh ảo ma Canada quá, anh đánh ảo ma Canada quá. Được chết rồi anh Long ơi, cái đùa anh đánh này chết cái em này. Lấy hoa lấy quay xong anh vừa tươi xong anh quay lại anh chết luôn này. Quay lại anh lại chết. Exciter cũng chết nhưng anh, ui anh chết nhanh thế. Ui chết nhanh như một cơn gió đến từ Sen Long luôn. Không biết là Exciter còn gì không. Sau tiếng vừa rồi chắc là Exciter cũng yếu lắm rồi đấy. Cũng yếu lắm rồi nhưng mà Long lại một lần nữa mất ruộng. Mất ruộng từ này là khê đây này. Ui. Anh Long đánh này. Ui trời ơi. Chắc là anh em khán giả đang xem lại bảo thôi anh tránh ra cho em đánh cái, chứ nhìn anh đánh random em nhìn thấy buồn cười quá. 20 đến từ Sen Long. Anh đang định biểu diễn cái gì cho cái đất nước chúng tôi là một ngày chỉ ăn với đánh random đây? Anh đang biểu diễn cái gì vậy? Anh Long anh đang biểu diễn cái quái quỷ gì với cái sở trường của Việt Nam vậy? Anh không sốc lật đà. Anh không sốc lật đà, cứ để vàng làm cái gì ấy. Thà anh sốc lật đà anh để gỗ đây làm việc còn hơn. Lạc đà kẹp cung đờ được mà, tại sao phải đi đánh sọc đơn? Mấy ông này quen đánh hôn mã rồi, tầm này không biết đánh lật đà, anh để vàng chơi vậy thôi. Để vàng chơi đánh nhất là người ta phải sốc hết lực vàng, sốc lật đà ra. Nhưng mà mấy anh em Trung Quốc này người ta đánh hôn mã và đánh cung đờ nhiều, nó nhiễm vào máu rồi. Nó nhiễm vào máu rồi anh em ạ. Nó nhiễm vào máu rồi. Chết chết mẹ rồi, đâu còn gì đâu anh em, còn cái gì nữa đâu mà khóc mới chả xấu. Bây giờ thì soi cái gì? Chém chết mấy con lạc, mấy con quân của bây giờ bắt đầu xong lạc đà đến từ Sen Long anh. Giá như anh xong lạc đà ở nhà thì anh thủ tốt hơn đấy. Xong lạc đà ở nhà thì anh thủ sẽ tốt hơn. Bây giờ tăng 16 đấu tuần này thì lấy cái gì ra đánh nhau tiếp? Lấy cái gì ra để đánh nhau tiếp đây? X vẫn đang quản khắp nơi trên bản đồ. Khả năng là anh Long chỉ cần nháy cái để vâng gọi là rút ruột để đau mới ra được con dân. Mà con vâng con lạc đà nó cứ bảo chém chói chói cái lại chết mất dần, chói chói lại chết mất dần đấy, để rút hết cả ruột ra mới ra được một con dân. Không có con lạc đà nó chém, nó chết dần ở chỗ đấy thôi.
khả năng tôi nghĩ là game thủ Sen Long là fan của Messi rồi. Khả năng là game thủ Sen Long fan của Messi nên anh ấy không thích đánh lạc đà. Anh ấy không muốn đánh giải lạc đà. À, giống như kiểu mà trên mạng hay nói là fan của Messi với fan của Ronaldo là giải của Ronaldo là giải lạc đà đấy, thì chắc là anh Long là fan của Messi. Anh ấy không thích đánh giải lạc đà. Đánh này chết em. cái chỗ này chết không biết bao nhiêu dân mà kể. Riêng cái đoạn nhà chính, cái khoanh ruộng này thì game thủ Sen Long phải chết đến 15 đến 20 con dân. Ở riêng ở cái đoạn nhà chính đấy. Ấy nó cứ chém đi chém lại, cứ thi thoảng lại thả cho cái lại trên dân, cứ thả cho cái lại trên dân. Vẫn win á. Win được không nhỉ? Đi chơi tơ đã hết chưa? Hình như là ấy cũng hết rồi hay sao ấy. Hình như là ấy cũng hết rồi đấy. Long ăn hoang long đỡ được kìa. Long ăn hoang long đỡ được. Ấy cũng không còn gì đâu. Vẫn sản được một lạc đà này. Khả năng vẫn có một cơ sở đâu đó rồi. Đấy lại cấu được tí. À thế báo về là tham của Exeter 17 vẫn thắng. Vẫn thắng. Từ một trận đấu mà chỉ kết thúc trong khoảng 20 phút đầu thôi thì anh Long anh múa ra 40 phút. Thang của Exeter có 17 thì quyết đi, bên này khỏe lắm rồi. Bên này khỏe lắm rồi. Trận này thì chưa biết thế nào đấy, ông Văn Vơ bảo chưa biết thắng hộ tôi trận này cái. Trận này mà thua thì em sẽ mất niềm tin và đế chế mất. Trận này mà anh Long đánh ra thua chắc thì khán giả mất niềm tin vào đế chế. Đế chế mỉm thế. Vâng, 29 thì Long rồi, ăn hoàn là bãi quả khỏe quá. Trận này là một trận đấu như nào đây? Như nào đây? Hai mươi bốn. Ông lại đang quay là chết. Vẫn có lạc đà, loay hoay một lúc nữa đấy. Chết rồi. Hai cái ok. Hết ăn hoang rồi đấy. Bắt đầu có nở một vài cái ruộng ra, lực của Long thì vẫn sắp đều. Vẫn sắp đều, không biết có sắp đều hay không, chứ bên này thì Long vẫn sắp đều rồi, quán hoang mà. Một vài cơ sở như thế này thì Long khá mạnh, nhưng mà thực sự là anh ấy đánh ngảo thế anh dai. Đùa tham anh 25, tham người ta 17 mà bây giờ sao lâu em một lúc cảm giác như kiểu tham lại cân rồi sao ấy. Tham 18, tham bên này 25. Rồi, chắc hết rồi đấy, chắc sao trận này lại thành ra tận đến 4 mấy phút rồi nhỉ. Long nhiều tay quá khiếp, anh em đang khen Long nhiều tay quá này. Rồi bắt được bầy hiêu nữa là xong rồi. Đây một vài cái ruộng đèo theo này thôi, nhưng mà lực thì sắp một lần một đạt thoải mái rồi. Đây rồi đứng đây. Tham có mười mấy thì chết, tên này thì quyết. Rồi chịu đây. Rồi tỷ số là 1-4. Vâng, trận đấu này thì X lại đánh ra thua. Xong á, map này là map tịt dành cho X rồi. X đánh ra thắng, X đánh ra thắng chặt rồi. Xong X lại đánh ra thua. Đánh ra thua xong này đánh ra có cửa. Đánh ra có cửa xong đấy đánh ra thua. Chịu rồi đấy. Map này map tịt cho game thủ Exeter rồi anh em ơi. Bảy Long mắc binh anh ta cơ cấu rất hay. Nhưng việc mà anh ta chả bo bế cái đếch gì. X nó chém nhá nhựa thời điểm ban đầu ra. May là X nó không lên bánh xe đấy. Chứ map này X nó lên bánh xe chắc là Sen Long thua rồi.